Đây là một cái căn nhà 2 lầu 1 trệt ở trong một cái khu dân cư rất là VIP của thành phố Bà Rịa nha anh chị. Căn nhà này anh chị ha. Cái khu này thì quá là tuyệt vời rồi. Mọi người nhìn xung quanh là biết rồi ha. Đấy, khu dân cư này nó cực kỳ là khang trang, sạch sẽ, hạ tầng rất là ok nha mọi người. Đây đây. Đấy, đường nhựa điện âm nha. Đấy, điện âm, đèn đường này. Đây. Cực kỳ là đẹp luôn. Hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị xem cái căn nhà này. Đây là cái căn nhà nằm trong khu dân cư Memory, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa ha. Cái nhà này của một ông anh, ông ấy gửi bên mình bán nha. Đây tiện ích xung quanh không thiếu thứ gì nha mọi người. Để quay xung quanh chút xíu cho mọi người xem. Bên kia là nhà thi đấu đa năng của thành phố Bà Rịa nha anh chị. Đấy, khu dân cư này thì nó ô bàn cờ hết nha. Đấy, đường này này là anh chị rẽ phải ra đường Nguyễn Tất Thành nha. Ở đây thì mình có thể nhìn được đường Nguyễn Tất Thành kìa. Đó, đường Nguyễn Tất Thành là trục chính nha. Đây, đây là xung quanh này. Đây thì mình sẽ phải quay chút xíu ở ngoài cho anh chị dễ hình dung. Đây ha, đây là khu dân cư xung quanh. Đối diện thì nó sẽ là một cái trường mầm non rất là lớn của phường ha. Đường xá đây thì rất là rộng. Đây, để quay xung quanh một chút để lát nữa mình sẽ vào nhà. Đây này chị, trong này thì nó ô bàn cờ hết nha. Khu dân cư này cực kỳ là VIP rồi. Ở đây thì nó ngay trung tâm nên tiện ích khoảng chừng vài trăm mét, không có thiếu thứ gì nha anh chị. Đây này, đây là khu dân cư xung quanh ha. Đấy anh chị thấy không, ô bàn cờ này rất là đẹp luôn, cực kỳ là tuyệt vời. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi lại căn nhà ha. Căn nhà đây ha anh chị ha. Đây này, căn này này, chỗ ngay chiếc xe kia. Đây là đường Nguyễn Tất Thành anh chị. Đó, đây là ngay khu trung tâm rồi. Căn nhà này thì gồm 2 tầng lầu và 1 tầng trệt nhé. Trong này thì sổ hồng riêng hết rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vào nhà. Trời hôm nay thì nó hơi là nắng, tại vì mình quay nó buổi trưa. Đấy. Nên là mọi người để ý một chút nhé. Tại vì nó bị ngược nắng nên là nó không, hình ảnh nó không được đẹp lắm. Mình sẽ đứng ở cái góc bên này, mình quay cái góc bên này cho anh chị xem. Đây này, đây là cái mặt trước của căn nhà này. Đây ha, mình sẽ quay từ từ cái mặt trước của căn nhà. 2 tầng lầu, 1 tầng trệt, trong này có nội thất hết luôn nha. Đây, lát nữa mình sẽ đi vào. Máy lạnh có hết luôn này. Đó. 2 tầng lầu và 1 tầng trệt. Thì cái đất này thì nó ngang 5m, nó dài 18m nha, thổ cư 100%. Thì thiết kế thì ở dưới thì là sân đậu ô tô này, nó nằm trong nhà luôn. Tới phòng khách, tới phòng sinh hoạt chung và bếp, tới toilet và cái cửa sau ha, phía sau nó có lối thoát hiểm. Ở trên tầng 2 thì gồm có 2 phòng ngủ, một cái phòng không gian sinh hoạt chung, trên đó có để cái bộ sofa ha. Ở trên trên lầu tầng 2 ấy, tầng 2 ấy, lầu 2 ấy, thì 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ ha. Thì nhà này có 4 cái toilet. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào trong. Nhà xây rất là ok ha. Vỉa hè ở đây thì khoảng hơn 3m này, đậu xe thoải mái luôn nha. Cửa xin pha nha, cửa xin pha nha anh chị. Đấy, trên tường thì ốp hết luôn này. Đó. Đó. Phòng khách rất là rộng. Bên kia là phòng khách, còn đây chỗ này là mình đậu xe ô tô này. Xe ô tô thì mình sẽ chạy vào trong này luôn nha, tại vì đây là nhà phố mà. Đây này, mình sẽ quay xung quanh này. Đó. Đậu xe cực kỳ là thoải mái luôn nha. Đây. Đây là cái trường mầm non. Phía trước nhà thì nó không có nhà ai cả, nên có khách khứa thì mình có thể đậu xe thoải mái được ha. Đấy. Bây giờ sẽ đi vào trong nhà. Đấy. Đi vào trong nhà ha. Chỗ này là để đậu ô tô. Ô tô. Tới thì sẽ có phòng khách ha. Nội thất thì đầy đủ rồi này. Đấy, tủ giày dép này, sofa cực kỳ là hoành tráng luôn nha. Nhà xây rất là kỹ luôn. Cực kỳ là đẹp ha. Thiết kế phá cách theo kiểu hiện đại này. Thì có mấy anh mới ở quê vào chơi. Đang lát nữa anh em chuẩn bị nhậu thôi. Đấy, sofa này. Ồ, đèn trần này.
Đèn trần thì dùng đèn hiện đại nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, trong nhà quay ra này. Đấy. Đấy. Được ốp tường hết nha anh chị. Ốp tường hết luôn nên nó rất là sạch nha. Ốp lên tới trên trần luôn. Đã, hết phòng khách. Chú cầm cầu thang này mình có thể để tivi này. Đã, để tivi ha. Đây. Trong này thì đầy đủ hết nha. Đây có cái lam để cái phòng dưới này là cái phòng sinh hoạt chung và bếp nha. Đấy. Rất là gọn gàng nha. Gọn gàng ngăn nắp này. Thiết kế cực kỳ là khoa học phong thủy ha. Rất là thoáng nha anh chị. Ở dưới này thì có một cái sân sau này, sân sau. Phía sau nó có cái lối thoát hiểm nha, có cái cửa ra này. Chỗ này cái chỗ để mình tựa đồ ha. Ở đây thì có cái toilet ở dưới này, toilet để dùng chung cho. Đây toilet ha. Úp lên tới trần lên nha anh chị. Cực kỳ đẹp. Nên hôm nay thì buổi sáng mình không có bật đèn ha. Nội thất thì dùng không phải là xịn sò lắm nhưng mà vậy là nội thất khá rồi nha. Cực kỳ là thoáng. Thiết kế như vậy nó rất là thoáng anh chị. Đấy, nó rất là gọn gàng, đầy đủ công năng sử dụng luôn nha. Đây là mình đứng từ cái phòng bếp, phòng sinh hoạt chung mình quay ra này. Đây. Thì mình quay, mình phải quay chi tiết thế này để anh chị đỡ mất thời gian ha. Ốp lên tới rất là kỹ ha. Như mọi người ấy thì người ta sơn thôi. Đây anh ốp cạnh lên tới trên luôn này. Đây là cầu thang này. Cầu thang dẫn lên trên ha. Cầu thang này rất là thoải mái. Đi hồi nãy mình đi nó rất là thoải mái chân nhá. Đây lên tầng 2. Tầng 2 á. Đây lên tầng 2, đây là nguyên cái không gian của tầng 2 này. Đây là cái không gian của tầng 2 nha anh chị. Bên kia là cái phòng ngủ master ha. Trên này không gian tầng 2 này nó giống như một cái phòng khách trên này. Rồi mình nóng quá mình không bật đèn. Tại vì nhà thì chưa có ai ở, nhà mới xây nên là đóng cửa suốt nên nó hơi nóng ha. Mở cửa ra chút nó mát ngay. Đây là cái phòng master nha, phòng ngủ master. Bây giờ mình sẽ đi cái phòng ngủ này trước ha. Đây cái phòng ngủ pháp master trên lầu 2 này. Cực kỳ là rộng luôn nhá. Đó. Đèn trần rất là đẹp ha. Phòng ngủ như một cái khách sạn luôn. Thiết kế rất là đẹp. Anh này mình thích cái anh này, anh thiết kế cực kỳ là đẹp. Mình quên bật đèn ở ngoài để lát nữa mình bật đèn ha. Nhà nó có cửa sổ, phòng nắng cửa sổ nên nó rất là thoáng ha. Đây mình có thể nhìn ra đường Nguyễn Tất Thành này. Đấy, anh chị thấy xe chạy kia này. Nhà này thì đầy đủ nội thất rồi nhá. Nên anh chị về thì không phải mua thêm bất cứ thứ gì. Đây này. Bên này là một cái phòng ngủ nữa nha, trên lầu 2 đến 2 cái phòng ngủ. Đây là cái toilet ở trên lầu 2. Ở đây sẽ có một cái toilet đây. Toilet và nhà tắm rất là rộng nha. Nó như mình nghĩ nó giống cái khách sạn anh chị. Đây là cầu thang mình bước lên trên xin lầu 2. Xin lỗi đây là tầng 1 nhé. Xin lỗi. Đây là một cái phòng ngủ nữa nha. Đây cái phòng ngủ này là quay ra mặt trước này. Thì cái phòng ngủ này có một cái toilet ở trong nha. Đây ha. Toilet thì nó cũng giống như bên kia thôi. Đó. À, đây toilet. Phòng ngủ rất là rộng anh chị. Đây này. Cực kỳ rộng luôn. Đây nó sẽ quay ra đường này. Có máy lạnh hết anh chị, tất cả các phòng đều gắn máy lạnh nha. Đây là ban công của cái tầng 2. À, tầng trệt tới tầng 2 nhé.
Có người gọi thì là lầu 1, thì có người gọi là tầng 1. Đấy. Đường xá rất là rộng ha. Phía trước là cái trường mầm non. Đây này anh chị. Mình quay thì nó rất là chi tiết nên nó hơi tốn thời gian một chút ha, nhưng mà nó sẽ đỡ tốn 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 công của mọi người. Mọi người chỉ ở nhà xem tivi, xem YouTube là mọi người có thể biết được rồi. À, đây là từ ở trong cái phòng ngủ ở tầng tầng 1, xin lỗi tầng 1 nha, đây là tầng 1. Mình đang ở tầng 1. Tầng trệt để tới tầng 1. Đây. Đây là nguyên cái không gian của cái phòng sinh hoạt chung của cái tầng 1. Anh ốp hết cái chỗ cầu thang lên, mình ốp hết ha. Tay cầu thang thì bằng gỗ nha. Ở đây thì có một cái gì đây, cái giếng trời ha, nên nó rất là sáng này. Bây giờ mình sẽ đi lên trên tầng 2. Tầng trệt rồi tầng 1, tầng 2. Đây nó sẽ có một cái giếng trời ở ngay cầu thang này, nên nó rất là sáng nha. Đây là cái giếng trời nha anh chị. Mình quay lên thì nó nắng. Đây anh chị. Chỗ này thì nó cũng giống như ở dưới cái tầng dưới ha. Cái khu này là khu sinh hoạt chung, mọi người có thể để máy tập thể dục hoặc để cái sofa ở đây, hoặc là mọi người có thể để cái gì tùy thích ha. Đây. Đây cái tầng cuối cùng đây, thì tầng 2 đây. Tầng 2 thì sẽ có một cái phòng ngủ này. Một toilet này. Xin lỗi, hai cái phòng ngủ nha, một cái phòng ngủ bên này nữa ha. Còn ngoài kia là cái phòng thờ. Bây giờ mình đi từng phòng một nha. Đây là một cái phòng ngủ ở trên cái tầng tầng 2 này. Đấy, thì nó có cửa sổ hướng ra cái sân sau ha. Sân sau, sân này thì mình có thể phơi đồ hoặc là để đồ gì được nhé. Đây này. Đó. Mình nhìn ra đường Nguyễn Tất Thành, ra ngay cái ngã tư ha. Đấy. Đây. Trên này thì rất là sáng luôn nha mọi người. Anh nhìn rất là kỹ nha. Đây có phòng ngủ ha. Tất cả các phòng ngủ đều có nội thất hết rồi nha mọi người. Đây này. Đây là một cái phòng ngủ này. Đây. Đây là cái phòng thờ ha. Đấy, phòng thờ. Trên này gió cực kỳ mát ha. Ở đây view rất là đẹp ha. Đây là phòng thờ này. Cái phòng thờ mình nghĩ như vậy là đủ rồi ha. Đây ha. Đây mình có thể nhìn thấy núi Dinh nha anh chị. Ở trên lầu mình có thể nhìn thấy núi Dinh này. Đó, xa xa kia là núi Dinh. Phía bên kia người ta đang xây cái chung cư ha. Chung cư của Discord. Đây là cái ban công. Thì cái nhà này anh đang bán giá là 7 tỷ 050 triệu, còn thương lượng được chút đỉnh ha, bớt giấy tờ lọc lá gì đó. Anh chị nào cần thì cứ gọi 0928 037 037 nhé. Nhà nhà khu Memory, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Ngang 5 dài 18. Hai tầng lầu và một tầng trệt. Sân ô tô, một phòng khách, phòng sinh hoạt chung, toilet sân sau, bốn phòng ngủ, bốn toilet nha. Bốn phòng ngủ, bốn toilet, một phòng thờ. Giá là 7 tỷ 050 triệu còn thương lượng ha. Cái giá này thì có nội thất rồi nha. Nội thất là sofa này, tủ bếp này, bàn ăn này, giường chiếu, tủ các thứ, máy lạnh ha, đầy đủ hết nha. Nói chung anh chị chỉ mang quần áo, chén bát tới ở thôi ha. Rồi anh chị nào cần thì alo cho mình 0928 037 037 nha. Rồi chào mọi người.